Hôm nay lấy cho anh em mẫu dây bảo hộ JBL 171S nha. Một mẫu dây được rất là nhiều anh em lựa chọn luôn. Ở phần dây thắt này anh em. Anh em khi đeo vô thì thắt vô rất là nhanh luôn nha. Đây, bấm vô cái rồi siết vô thôi. Rất là nhanh luôn nha anh em. Phần dây thì được hoàn thiện cao cấp nha anh em. Anh em có thể coi đường keo ngũ chỉ này. Rất là xịn nha anh em luôn nha. Có đường thành que cho anh em làm việc ban đêm thoải mái luôn. Dây bảo hộ thì tính năng chống đinh này, chống trượt và chống dập ngón thì chắc chắn là phải có rồi. À, đôi này đi thì em thấy là rất là êm luôn nha. Không bị đau chân nha anh em. Và đây, cho anh em coi kỹ đôi giày luôn nha. Hoàn thiện rất là chắc chắn luôn và tỉ mỉ. Đây là phân khúc cao cấp nha mọi người. Phân khúc cao cấp của giày bảo hộ. Cho mọi người coi phần lót giày luôn. Đây, rất là dày và êm nha mọi người. Có lỗ thoáng khí cho mình này. Đeo là không sợ hầm bí. Đeo cả ngày luôn. Một mẫu giày rất là đẹp ha mọi người. Giá của đôi giày này thì công khai cho mọi người luôn là 2.400.000. Chưa ép voucher nha mọi người. Em có gắn ở trong nhà hàng. Mọi người thấy đôi giày ok thì bấm vô mua ngay.